Thì hôm nay mình làm cái video này các bạn, bởi mình thấy cái Bondage Origin các bạn, app mà mình giới thiệu lúc trước á, nó có cập nhật ha. Thì bây giờ mình hãy đi vào cái app để xem nó cập nhật như thế nào nha các bạn nha. Rồi, mình bấm vào đây ha, Origin, Bondage Origin. Rồi đó, thì khi mà mình bấm như này, nếu mà các bạn bấm như này mà bạn không thấy gì hết đúng không, thì cái này có người thì bấm vô thấy các bạn, có người bấm vô không thấy nha. Thì các bạn đi ra ha, các bạn đi vào CH Play hoặc là App Store, các bạn gõ vô Bondage Origin, sau đó các bạn enter đi không, rồi sau đó các bạn kích vào này nè. Rồi các bạn kích vào đây, rồi các bạn sẽ thấy cái chữ cập nhật nha ha. Rồi bây giờ mình bấm vào tính năng mới mình xem nha các bạn nhé. Rồi bấm vào đây thì nó nói là tính năng mới là Bug Fix and Location Enable. Rồi đó, bấm dịch đi, anh không dịch. Rồi thôi kệ các bạn ha, rồi bấm cập nhật đi, quan trọng là bấm cập nhật đi các bạn nha. Ha, các bạn bấm vào cập nhật nha. Vì cái app này mình giới thiệu lúc trước đó, các bạn đào nó cũng hay lắm, nó có trên iOS và cả Android nha các bạn nhé. Các bạn hãy tập trung đào cái app này đi ha, để sau này nếu mà nó ngon thì mình sẽ hướng dẫn nhiều hơn cho các bạn nha. Rồi bây giờ xong rồi các bạn bấm mở giúp mình nha, bấm mở giúp mình xem. Rồi đó các bạn, ok rồi các bạn ha. Thì ở đây khi mà mình cập nhật xong thì cái giao diện giống như lúc đầu ha. Các bạn nhớ cái chỗ này này, cái KIC chỗ này nha các bạn nhé, có một upload cái gì quên rồi, cái tài liệu á, cái chứng minh nhân dân, các bạn nhớ upload lên các bạn nha, để tăng tốc độ đào nha các bạn nha. Rồi còn nhắc nhở các thành viên của mình đào thì các bạn bấm vào ba gạch ha, sau đó các bạn bấm invited friends, sau đó các bạn bấm vào inducti nha ha. Inducti thì nó sẽ có nút này màu xanh này các bạn đó, các bạn thấy không, cái nút này màu xanh các bạn kích vào đây một cái để cho người khác đào nha các bạn nha, để nhắc nhở các 51 người này chưa đào nè, bấm vào đây một cái là cho họ đào nha. Đó thì để cho đào nha các bạn nha. Đó, ha, còn ở đây 159 người thì đang đào rồi các bạn ha. Rồi, đây là tổng giới thiệu người mình giới thiệu được nha. Rồi các bạn thì mình xem là nó cập nhật như thế nào nha. Thì các bạn hãy đi vào ba gạch nha. Rồi các bạn đi vào cái chỗ profile nè. Không, khi xem đó các bạn. Đó, thì nó sẽ hiện ra một cái dòng email nha. Một cái dòng cái username của các bạn, và nó cập nhật hai cái dòng này các bạn. Hai cái dòng cuối cùng chính là enter job title và tab for location. Thì enter job title này là cái gì không biết, có nghĩa là set cái chủ đề công việc của bạn hay sao á. Nói chung là đại khái mình cứ hiểu là nó cập nhật cái gì đi các bạn ha. Còn cái tab for location chứ cái nghĩa là bạn ở đâu á, thành phố quốc gia nào á ha. Thì trước mắt thì các bạn hãy cập nhật như vậy đi ha, sau này mình sẽ hiểu rồi mình hãy điền vào các bạn, như trước sau cũng bổ sung thôi. Nhưng mà để hiểu nó rõ ràng hãy bổ sung, chứ bổ sung vô thì cũng được, nhưng mà sau này không biết để làm gì thì cũng không có được đâu các bạn ha. Cái gì cũng phải từ từ xem là cái app này nó sau này nó có uy tín hay không, có ngon lành hay không, chứ bây giờ mình bổ sung vào nhưng mà nó sau này nó khoảng thời gian nó lật ngửa lại thì cười mệt lắm các bạn ha. Cho nên là trước mắt thì mình giới thiệu cho các bạn như vậy thôi ha. Còn các bạn hãy sau này thì mình sẽ cập nhật, thì mình sẽ làm cái video khác để hướng dẫn và những cái khác nữa ha. Rồi còn cách nữa, các bạn hãy tham gia 10 các bạn bè nha, bằng cách lướt vào cái chữ invited your contact nè ha. Các bạn hãy copy cái mã giới thiệu này nè, tức là cái này là mã giới thiệu của mình, các bạn ủng hộ mình bằng cách sử dụng mã này, còn các bạn sử dụng cái mã khác thì của bạn á đi giới thiệu người khác nha. Bởi vì app mới cho nên là khả năng mà đào thì nó còn khá là tốt, cho nên là các bạn hãy tranh thủ làm nhanh đi, sau này nó ngon lên thì chúng ta được cái phần lớn, còn nếu như nó không ok thì thôi ha các bạn, bởi vì app miễn phí mà đâu có biết thế nào các bạn nha. Đó thì nó cập nhật như vậy thôi các bạn, đa số là mình thấy cái app nó có cập nhật một hai lần các bạn, khá tốt rồi đó
được cái là nó được cập nhật các bạn ha, nó được cập nhật cho nên là mình thấy cũng ok, sợ là nó không cập nhật thôi, nó không cập nhật mới là mệt ha các bạn nhé. Rồi nếu các bạn chưa đăng ký Bondad Origin thì các bạn hãy vào mô tả video của mình xem cách đăng ký như thế nào, hay là đăng ký một tài khoản đi các bạn. Còn ai đăng ký rồi thì nhớ kích nha, nhớ kích vô cái chữ này nếu các bạn quên kích nha các bạn. Ai xem video này mà còn 50+ người chưa kích á, làm ơn kích vô cho mình. Ở đây 159 người kích rồi, còn 51 người chưa kích ha, các bạn kích cho mình nha. Rồi các bạn có gì không hiểu thì bạn có thể bình luận dưới video để mình giải đáp các bạn nha. Còn ai mà đã đăng ký rồi thì siêng năng đào nha. Rồi chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.